Giới thiệu với các bạn, đây là chú bồ câu mà Tuyên đã mua thả phóng xanh. Và hôm nay em ấy đã lớn lên được một chút xíu rồi nè. Bữa nay là lông mang trên đầu của bé đã rụng đi. Và bây giờ nó đang đập cánh đòi ăn. Thấy dễ thương ghê không các bạn? Năm chưa lấy, để là hai ba. Hên là cú. Một phao cũng lấy lần một. Không đủ rồi, không có tiền rồi ra. Nó đập cánh nó đòi xin ăn nữa ha chú ha. Có tiền việc lấy, có tiền rồi lấy. Để bé đủ lông đủ cánh rồi chúng ta sẽ tiếp tục thả phóng xanh bé nhé. Vậy là tương lai bé đã thoát chết. Chim bồ câu quá chú. Hôm bữa cú nó trong nhà hàng á, lúc đó nó chưa mọc lông gì nữa. Bữa nay mới con tuần mà nó con hả? Dạ đúng rồi, bồ câu con. Nó bán bồ câu ra ràng, nó làm nhà hàng nó làm nó bán á. Vô nó thầu hết. Chim, cá, ớt, nhái, ba ba gì. Chưa biết bay này, chưa bay. Dạ. Sắp biết bay rồi, đang đập cánh đòi xin ăn hoài à. Mà giờ nó theo người dữ lắm. Mốt chắc cũng phải đem ra ngoài quê thả chứ, thả đây người ta bắt. Ở thành phố người ta bắt ăn thịt nữa. Dạ sóc Bắc Mỹ. Gán dọn cho xong luôn. Cảm ơn mấy chú làm cho chỗ ở con nó tươi đẹp hơn.